rồi, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cái máy sưởi oxy bin Servo 960. Servo 960. Giờ mình phù hợp ra cho mọi người cùng xem nha. Đây là kiểu dáng của cái Servo 960. Rất nhỏ gọn, hộp màu xanh, nhìn chung là đẹp. Ok, bên trong cái máy chúng ta sẽ có một cái motor, một cái khe khay đựng pin. Cái khay này mình đựng tới 2 viên pin đại luôn các bạn. Khi mua sản phẩm này chúng ta sẽ được tặng kèm theo một viên sưởi nè và một đoạn dây oxy. Giờ mình bắt đầu test thử cái máy sưởi oxy cho mọi người cùng xem nha. Ở đây mình sử dụng một pin đại, con ó màu vàng. Ở đây tới hai cái khe pin, nhưng mọi người có thể chỉ cần sử dụng một viên pin là đủ. Ở đây mình chỉ sử dụng một pin thôi, không có sử dụng nhiều. Ok, các bạn thấy không, cái motor nó đang quay nè. Ok, các bạn để ý nha, phía trên cái máy ngay chỗ cái đầu dòi oxy nó sẽ có một cái nút công tắc màu đen. Thì cái công tắc này là cái công tắc tắt mở của cái máy oxy của chúng ta. Sau của cái máy, nhà sản xuất có làm thêm cho chúng ta một cái đồ treo nữa. Rồi, bắt đầu mình sẽ test thử cho mọi người xem. Bật lên nè. Sưởi rất là mạnh. Với một cục pin con ó như vậy á, cái thời gian của chúng ta sử dụng liên tục á, có thể trên 4 tiếng đồng hồ cho một cái máy Servo 960 này. Để chạy ổn định và lâu hơn á, các bạn có thể lắp một lúc hai cái cục pin. Thì thời gian chạy tối đa của nó, mình đã chạy thử là nó hơn 12 tiếng đồng hồ. Có điều kiện mà muốn cho nó chạy cả ngày trời không mất pin thì nên sử dụng những loại pin cao cấp hơn nhẹ xíu. Thì những loại pin đó thì các bạn chạy cả ngày không nhớ. Xem video của mình nhé.